Giải mã giấc mơ, nằm mơ thấy gặp người thân, điềm báo gì, lành hay dữ, con số liên quan. Những giấc mơ mà chúng ta trông thấy hàng đêm đều ẩn chứa trong đó những ý nghĩa đặc biệt mà thông qua giải mã, ta mới có thể biết được chúng nói lên điều gì về cuộc sống của mỗi chúng ta. Chính vì vậy, bất kỳ ai khi muốn khám phá những giấc mơ đều sẽ cảm thấy chúng có những nét thú vị riêng. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về điềm báo khi mơ thấy gặp người thân, gặp người quen. Nhiều người thắc mắc tại sao lại có giấc mơ thấy người thân trong gia đình. Trên thực tế thì đây là điều khá bình thường bởi người thân luôn có mối quan hệ đặc biệt đối với chúng ta. Vậy nên việc bạn mơ thấy họ có thể ban ngày bạn cũng có nhiều suy nghĩ liên quan đến họ. Đó có thể là bố mẹ, anh chị em hay thậm chí là anh em họ hay những người họ hàng xa. Khi bạn nằm mơ thấy người thân gặp chuyện chẳng lành như chết, bị tai nạn thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất buồn tủi và đau khổ. Đôi khi họ đang muốn báo cho bạn biết chuyện gì đó. Số 1. Giải mã giấc mơ thấy người thân gặp người quen. Gặp người thân có lẽ là điều sẽ mang lại cho bất kỳ ai khi chứng kiến cảnh này đều cảm thấy rất vui mừng. Có thể là việc gặp người thân hàng ngày hay là những người thân đã lâu ngày gặp lại. Nhưng dù đó là điều gì thì cũng có những ý nghĩa riêng với mỗi người. Bởi vậy giấc mơ thấy gặp người thân lại càng cho thấy rất nhiều những điều trong thực tế. Bạn mơ thấy chị gái của mình. Điều này nói rằng bạn luôn được mẹ để ý, quan tâm chăm sóc. Bạn không phải lo lắng nhiều về những vấn đề trong cuộc sống. Nam giới chưa lấy vợ mơ thấy chị gái mình. Đây là điều báo hiệu bạn đang mong muốn có một cuộc sống hôn nhân ổn định do đã sống độc thân quá lâu. Còn nếu là nam giới đã có gia đình thì đây là tin vui, gia đình của bạn đang sống hạnh phúc và bình an. Nữ giới mà mơ thấy chị gái mình, đây là điềm báo chị gái của bạn đang nhớ về mẹ, muốn chia sẻ với mẹ mọi điều trong cuộc sống. Ngủ mơ thấy mình đang tâm sự với chị gái, có nghĩa là trong thời gian tới bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui với công việc và tình cảm của mình. Vấn đề tài chính cũng có nhiều tiến triển tốt. Nếu mơ thấy mẹ của mình thì xin chúc mừng bạn, đây là điềm báo may mắn, tình cảm của bạn với người ấy đang ngày càng có nhiều tiến triển tốt. Nằm ngủ mơ thấy bố của mình, đây là dấu hiệu cho thấy bạn sắp có sự thăng tiến vượt bậc trong công việc, do đó thì bạn sẽ có nhiều tài lộc hơn do kinh doanh phát triển. Ngủ mơ thấy bố hay mẹ của mình đã mất từ lâu, báo hiệu rằng bạn phải cố gắng chờ đợi một thời gian để có thể nhận được một số tin tức nào đó quan trọng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Ngủ mơ thấy bố mẹ vợ hoặc là bố mẹ chồng, có nghĩa là bạn nên chú trọng vào các vấn đề giao tiếp, bạn cần cẩn thận và khéo léo hơn để không làm mất lòng người khác thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nếu con trai mơ thấy anh của mình, đây là điềm báo cho biết trong lời nói và hành động, bạn cần phải nhẹ nhàng và biết điều hơn nếu không muốn xảy ra những cãi vã không đáng có với anh trai. Nếu trong giấc mơ bạn là nữ giới mà bạn thấy anh trai của mình, thì đây là điềm báo chắc chắn là tin mừng, gia đình của bạn sẽ ngày càng vui vẻ hạnh phúc. Mọi người trong gia đình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Trong giấc mơ, nếu anh trai của bạn xuất hiện bộ dạng nghèo khổ, đây là dấu hiệu chẳng lành, điềm báo rằng bạn sắp có thiệt hại về của cải, tiền bạc cứ không cánh mà bay. Bạn nên chú trọng các mối quan hệ và duy trì nó thật tốt đẹp. Là nữ mà mơ thấy em trai, báo hiệu tin vui ngập tràn tới gia đình của bạn. Từ chuyện học hành, thi cử, các mối quan hệ trong gia đình đều tốt đẹp vui vẻ. Lúc này đây thì bạn đang thấy mình mạnh mẽ, đủ sức để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Nữ giới chưa lập gia đình, nằm mơ thấy em trai. Điều này chứng tỏ đường tình duyên của bạn sắp có nhiều tiến triển tốt, khả năng cao là bạn sẽ tìm được người bạn đời. Nếu phụ nữ đã có gia đình thì cuộc sống vợ chồng ngày càng hạnh phúc. Nam giới nằm mơ thấy em trai của mình có nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình bạn yêu thương và biết chia sẻ giúp đỡ cho nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Mơ thấy ông bà của mình, bạn đang nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ trước đây của mình. Thông thường trong giấc mơ này thì ông bà của bạn đã mất. Những nhung nhớ sẽ mang lại vào hết giấc mơ. Nếu nằm mơ thấy người thân lâu ngày không gặp, điều này chứng tỏ bạn là một người sống rất tình nghĩa nên được bạn bè coi trọng. Chiêm bao thấy thường xuyên gặp người thân, bạn đang mong muốn có một mối quan hệ tình cảm mới. Nằm mơ thấy người thân đã mất, tức là bạn vẫn còn nhớ những ký ức về người đó. Cho dù đã mất, nhưng bạn vẫn cảm thấy người thân bên cạnh mình. Nằm mơ thấy người thân chết là ông nội, điềm báo cho thấy trong nhà có thể xảy ra chuyện tranh chấp. Các thành viên trong gia đình bạn có thể nảy sinh nhiều mâu thuẫn bất hòa nên chú ý tới cách cư xử của bản thân và cần phải chú ý nhẫn nhịn. Ngủ và nằm mơ thấy người thân ở xa về là điềm báo rằng gia đình của bạn sắp có chuyện vui hoặc có khách phương xa tới thăm. Mơ ngủ thấy người thân của mình bị tai nạn nhưng không bị chấn thương gì thì đây là giấc mơ mang điềm báo rằng bạn cần phải thay đổi lối sống cũng như cách suy nghĩ, quan điểm của mình. Những suy nghĩ tiêu cực không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề học tập, các mối quan hệ xung quanh và con đường sự nghiệp. 2. Mơ thấy người thân, người quen liên quan đến con số gì? Nằm mơ thấy người thân mua nhà là số 69-49. Nằm mơ thấy người thân có bầu là số 96-50. Nằm mơ thấy người thân trúng số là số 23-43. Nằm mơ người thân cho tiền là số 49-75.
Nằm mơ người thân bị tai nạn là số 34-66. Nằm mơ thấy người thân đánh nhau là số 26-31. Chiêm bao thấy người thân trong gia đình là số 34-66. Nằm mơ người thân hấp hối là số 93-62. Nằm mơ thấy người thân bị bệnh là số 8-57. Nằm mơ thấy người thân bị ma nhập là số 53-94. Nằm mơ thấy người thân đã chết là số 85-22. Nằm mơ thấy người thân rụng răng là số 30-65. Nằm mơ thấy người thân chết rồi sống lại là số 0499. Mơ thấy người thân bị xe đụng là số 45-67. Nằm mơ thấy người thân bị đánh là số 0509. Nằm mơ thấy người thân còn sống là số 49-75. Mơ thấy người thân gặp nguy hiểm là số 51-06. Nằm mơ thấy người thân bị công an bắt là số 36-63. Nằm mơ thấy người thân đã chết là số 85-22. Chiêm bao thấy người thân bị điện giật là số 34-97. Chiêm bao thấy người thân đi tù là số 91-70. Nằm mơ thấy người thân ngoại tình là số 52-03. Mơ thấy người thân ở xa về là số 45-57-32. Ngủ mơ thấy người thân bỏ nhà đi là số 39-41. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các clip tiếp theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.